muốn an trú nhất thường, đừng trách hờn dạng vật. Đấy, tôi nói câu này mà những vị nào học sâu hổng dài là các vị có thể nói câu đó cho tôi trả lời lại tôi rồi đó. Có ai trả lời được không? Ai đưa tay lên ta, đưa tay lên, làm ơn đưa tay. Còn được bao nhiêu nữa? Dù già đó đó, chính câu đó đó, dục thủ nhất thường vật ố lục trần, lục trần bất ố là hoàn đồng chánh chánh giác. Nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập, đây nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Muốn an trú nhất thường, an nhất thường tức là bồ đề tâm, là Phật tâm của mình đó. Muốn an trú cái này, cái đạo nhất thừa, mà đạo nhất thừa tức là chỉ ra cái Phật thừa đó, tức là cái Phật tâm của mình đó. Thì đừng, muốn an trú nhất thừa đừng trách hờn dạng vật, lục trần bất ố ha, thì hoàn đồng trách dạng, đừng có trách hờn dạng vật. Lục tổ Huệ Năng có cái bài là đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngưu bất phả sư tử hống, khá tợ mộc nhân kháng qua điệu, qua điệu phùng nhân dịch bất kinh, do mộc nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Đáng tự vô tâm với vạn vật mình phải tập, mình phải tập mình với dạng vật, mình phải tập vô tâm, nghĩa là mình nhìn dạng vật thấy hết, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống không nghe, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Tập lục căn như vậy đó, đối xử với vạn vật là vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó thì khi mà thành đạo rồi đó, mắt cũng vẫn còn thấy đó chứ, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi biết hương vị, lưỡi vẫn nếm biết mặn lạc chua cay, thân vẫn xúc biết nóng lạnh nặng nhẹ, ý vẫn là phân biệt phải trái tốt xấu, chứ không phải là Đức Phật đó là thành đạo rồi tê liệt, không có, hoàn toàn sáng suốt hơn cái lúc chưa thành đạo. Lục căn còn tinh tường gấp không biết bao nhiêu vạn lần triệu lần mà nói đối với bình thường. Và vạn vật sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó, nhưng mà chỉ có cái là làm chủ lấy cái tâm, làm chủ lấy tâm, làm vua của các pháp. Cho nên Đức Phật gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Là bên trong là làm chủ cái tâm của mình, sắc nó không lôi kéo mình, âm thanh nó không nhận chìm mình, hương vị nó không là thống trị được mình. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó không có lôi kéo được mình, nó không nhận chìm mình, nó không thống trị được, nó không ngự trị được mình, nó không khống chế được mình. Còn bình thường mình không biết tu hả, sắc thanh hương vị xúc pháp nó khống chế mình hết, nó ngự trị mình hết, nó lôi kéo mình hết, nó nhận chìm mình hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ nổi con cái thôi rồi, cái nghiện rượu là tán gia bại sản, là thân bại danh liệt, là không còn trí tuệ để làm ăn gì ha. Vậy mà có người nghĩa là chỉ vì rượu thôi, bình thường là biết lẽ phải dễ thương lắm, nhưng mà có cái tật là uống rượu vô rồi rồi là chửi vợ chửi con chửi suốt đêm. Ở bên hè tôi giờ có ông đó, cho nên giờ miếng đất đó giờ người ta mua, người ta cho tôi mua để cho ông đi. Hay thiệt là hay nha,
hà hình như chư thiên nói chẳng lẽ là cái mạng của tôi đi làm đạo mấy mươi năm vậy mà tôi ở cái chỗ là không an lành vậy thì làm sao mà tôi phục vụ đạo được. Cho nên là tự nhiên giờ cái miếng đất ông đó tự nhiên hai chồng nó đồng ý bán, rồi giờ người ta mua để cho tôi là tận dụng cái đó cho tới ngày nào tôi chết. Ông chửi tôi nói nghe là ông đi làm về là tết thì thôi, ông chửi tôi tới 4 giờ khuya, cả sớm ai cũng sợ. Rồi bây giờ cả sớm đó mà nghe nói nghe là miếng đất mà thuộc về tôi rồi, rồi nghe là ông kia đi uống tôi cho người ta lời tôi chúc mừng cho uống nhiều lắm. Thế thì là một cái rượu thôi mà nó nhận chìm người ta đó, cái thuốc lá thôi, cái cà phê thôi mà cũng bỏ không được, tức là mình bị tàn. Có lúc nói là tôi cũng hút thuốc với người ta, thấy ta hút tôi cũng hút ha, nó nghiện thiệt rồi cái môi tôi nó khô queo hết trơn à, nằm ngủ thức dậy khô queo hết trơn, cái miệng cái lưỡi nó khô chót lưỡi nữa, tiếng nó khan đàm lên đó. Có lúc mà tôi tặng hắn nhiều là đàm đấy, tôi nói bây giờ một là mày còn, hai là tao còn, nếu mà tao không hút mà mày không chịu được mày cứ chết cho tao. À, thế là tôi bỏ luôn tới giờ nè. Giờ mua thuốc cho người ta hút chơi và dài trên nhà. Ai muốn hút tôi cho hút. Mà còn tôi thì nó là một là tôi còn, hai là nó còn. Mà tôi còn tất nhiên là nó hết rồi. Là thuốc không có trong nhà tôi nữa. Đấy. Còn thấy người ta uống rượu uống bia này kia là cũng nhấm nhấp thử coi. Coi ra sao. À, uống có cái sao thấy cũng ngon ngon ha. Có cái bà bên tôi bà nấu rượu, cái tôi mua 1 lít đem về tôi chăn giấm ấy mà, tôi uống vô miếng ngon thiệt là ngon. Tôi nói thuộc cho rượu này nó giống với cái rượu hồi tôi hồi nhỏ mà mỗi lần đám giỗ là ông già tôi á, ông mua rượu rồi hay là đốt nhang lên, đốt nhang rồi cộng với cái rượu đế mà rót ở trong cái nhà mà rót ra cái bọt cái nội dung lên đó ha, cái hơi rượu cộng với hơi nhang nó thành cái hơi đám giỗ rất là vừa lòng. Thế là tôi nhấm cái rượu đó tôi uống, tôi biết ngon rõ ràng nè, tôi uống thử vài ba lần tôi thấy ngon, nhưng mà rồi hãy uống thử mà uống thử không có nhiều à, giỏi chừng một lần chừng 2-3 cc thôi, vậy mà sáng là môi khô hết, khô lưỡi khô môi. Thế là dứt khoát không bao giờ thử tới. Mà điều đó tôi làm được. À, làm được. Chứ bằng không á, mình làm được hả? Tất nhiên lục trần là nó khống chế mình, nó hành hạ mình, nó nhận chìm mình, nó làm chủ mình, là mình không có an lạc được đâu. Có lúc tôi uống cà phê tôi chơi, bởi vì người ta quý tộc tôi mới uống cà phê. Thì mình giờ mình phải tập làm quý tộc chứ cà phê ta cho nhiều quá để chi, uống thử trời trời uống thử sao tim nó quạt. Thế là mỗi lần tôi xuống là tôi kêu bác sĩ, tôi mời bác sĩ dịch vụ ở quận 5 nè ra đo, thì người ta nói rằng là cái tim tôi nó lỗi nhịp. Tôi nói trời, tôi đâu có yêu ai đâu mà lỗi nhịp tim ta. Người ta yêu thì lại cái tim nó nhảy bậy bạ đó, nó lỗi nhịp, của tôi làm gì đâu mà lỗi nhịp bác sĩ. Ông nói nó lỗi nhịp mà sự thật tôi rờ cái tim tôi nó nhảy tôi cũng biết nữa, nó nhảy rồi phật 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 lỗi nhịp đàng hoàng. Mà trị 4-5 tuần mà còn uống cà phê là không hết lỗi nhịp. Thế tôi nghiên cứu tôi nhớ có cái gì nguyên do nào mà tim lỗi nhịp, thật sự là phát hiện ra là uống cà phê. À, thế là tôi chấm dứt cà phê luôn. Bây giờ là pha thoải mái, ai tới là cứ giật thoa cho uống, mà mình không uống. Cà phê ngon à, Phật tử cho lần 100 gram để uống sao cho hết. Có người có bà ở Thủ Đức á, bà có đồng điền sao bà cho lần ký cho vậy á. Thế là từ đó thì sao, là mình cứ phân tán hết, không uống là không uống. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử chúng ta phải tập làm chủ
Nếu mà sắc thân đơn vị xuất pháp mà nó muốn làm chủ mình hả, mình nó khống chế mình hả, là mình phải chống lại cho kỳ được. Mà chống lại kỳ được là tức là mình tu đó, là mình tu thành công, là gọi là mình thắng nó đó. Cho nên mà mình chống lại không được có nghĩa là mình thua. Thành ra tu là vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là dễ làm lắm đâu. Phật tử nam cũng như nữ nó có những cái khó làm lắm. Mà mình muốn thành công là mình phải thắng cho kỳ được, là mình mới thành công. Giống như đá banh quốc tế, cầu thủ quốc tế, quần vợt quốc tế cũng vậy, thắng ta đâu phải dễ. Mà muốn có danh dự, muốn có huy chương là mình phải tập luyện vượt bậc, phải dưỡng sức khỏe vượt bậc, mình mới thắng được chứ. Thế thì cái việc tu hành cũng vậy, đối với sắc thanh thân vị xuất pháp, mình phải có nghị lực, mình làm chủ nó. Mà làm chủ nó rồi thì cái là vô tâm với lục trần, với vạn vật, thì vạn vật nó không làm chủ, nó không khống chế, nó không nhận chìm, nó không đè bẹp mình được. Hà phòng vạn vật thường duy nhiễu, nó không làm gì được mình hết. Giống như là thiết ngưu bất phạ sư tử hống, con trâu sắt nó không có sợ tiếng hét của sư tử. À trâu thịt thì nó sợ, nghe sư tử nó sợ, vì nó là mồi của sư tử. Nhưng mà trâu sắt thì nó không sợ tiếng hét của sư tử. Người gỗ không có ý muốn bắt chim vẽ, mà chim vẽ cũng không có ý sợ người gỗ. Là vì sao? Vì nó vô tình với nhau rồi. Tâm và cảnh mà vô tình như vậy, mình làm chủ nó như vậy, thì cái đạo Bồ Đề của mình nghĩa là vững tâm, vững bước, mà mình từ từ mình đi lên. Tâm cảnh như chỉ giá thị, hà lự Bồ Đề đạo bất thành. Mình sẽ đi trên đường Bồ Đề thẳng tiến mà tới.